Từ trung tâm chăm sóc sức khỏe các cụ cao niên ở thành phố Atlanta, Phú Nhân kính chào quý vị khán giả đã xem hình SPTN. Thưa quý vị, có thể nói sự ưu đãi cho người già, người bệnh tại đất nước Hoa Kỳ là rất tốt. Sự ưu đãi này không chỉ dành cho người Mỹ bản xứ mà còn áp dụng chung cho tất cả các sắc dân khác đang định cư hợp pháp tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong số đó có người Việt của chúng ta. Ngoài số tiền SSI là tiền trợ cấp hàng tháng cho những người cao niên 65 tuổi và những người bệnh được lãnh hàng tháng tùy theo số tiền từng tiểu bang có khác nhau, với điều kiện là những người được hưởng trợ cấp này không được đi ra khỏi nước Mỹ trên một tháng. Nếu đi quá một tháng mà chính phủ biết được thì số tiền này và những dịch vụ khác sẽ bị cúp. Hiện nay người già ở tiểu bang Cali và người bệnh ở tiểu bang Cali được lãnh trợ cấp SSI là 1.182 đồng một tháng. Đi khám bác sĩ không tốn tiền, đi mua thuốc theo tour bác sĩ không tốn tiền, trừ một số thuốc Medicare không đài thọ, nằm điều trị tại bệnh viện không tốn tiền. Ngoài ra, người già và người bệnh ở Mỹ còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi phụ khác nhau, trong đó có những dịch vụ do trung tâm sinh hoạt của những người cao niên ở khắp nước Mỹ cung cấp hoàn toàn miễn phí. Hôm nay Vũ Nhân kính mời quý khán giả thăm trung tâm sinh hoạt do người Mỹ gốc Việt làm chủ tại Atlanta. Mình tên Von Trần, là người sáng lập trung tâm chăm sóc sức khỏe cao niên First Senior Center đầu tiên cho người Việt của mình. Cô có thể nói sơ những cái sinh hoạt ở đây như thế nào? Dạ, cái sinh hoạt ở đây thì mình có bao gồm có những cái sinh hoạt. Thì mình có cái dịch vụ daycare là mấy bác đến thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Mình cũng có đội ngũ xe đưa đón mấy bác, khoảng 10 chiếc xe, ngồi được 12 tới 14 người. Và rước mấy bác tặng nhà, đưa đến trung tâm rồi chở mấy bác về. Và cũng đưa cho mấy bác đi chợ, cũng giống như đi những cuộc y tế, bác sĩ, vân vân. Mình có dịch vụ kho thực phẩm đứng hạng 2 trong nguyên tiểu bang Georgia. Mình có dịch vụ home care là mình đưa đội ngũ nhân viên, một là con cái, hay là cháu chích cho chăm sóc ông bà tặng tại nhà và trả được lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. First Senior Center luôn chăm sóc mấy bác qua những cái dịch vụ xã hội đó. Và mình cũng lo luôn hậu sự cho mấy bác luôn. Đây là nơi cũng như nhà chung cho mấy bác đến và sinh hoạt 5 tiếng một ngày. Nhưng mình cũng có y tá 15 người để chăm sóc sức khỏe mấy bác nữa. Có nhiều cụ bay máy bay từ Chicago cũng giống như là những tiểu bang khác. Và đến đây cũng nhờ trợ giúp là kiếm chỗ cho mấy cụ share phòng. Rồi mấy cụ đến đây để hưởng những cái dịch vụ ở tiểu bang Georgia này, nhất là qua First Nhân. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về. Bác sinh hoạt ở trung tâm này lâu chưa? Mà là lâu lắm rồi. Nếu mà nói với các con cháu của bác thì bác có thể nói được cái điều gì về cái trung tâm sinh hoạt này? Nó sinh hoạt ở đây vui nè, nó cho đi nè. Ai chở tới? Thì xe rước rồi xe đưa tùng chở. Thấy vui á, bác có gửi hình về Việt Nam cho bạn bè bển nó nhìn nữa. Thấy sướng, thấy vui không? Vui rồi, nha. Tôi tên là Nguyễn Thanh Vân. Năm nay tôi 84 tuổi. Ông tới đây sinh hoạt như thế nào? Thì do mà có lá cờ vàng này cho nên tôi mới tới đây sinh hoạt. Chứ nếu mà không có lá cờ vàng thì dù cho nó đẹp cỡ nào tôi cũng không có vào đây. Đó. Đây là một nơi đây rất là trân trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Ở đây sinh hoạt rất là tốt, mà tôi sinh hoạt tới ngày hôm nay là gần 7 năm. Để mà so sánh ở đây với những nơi khác thì ông thấy như thế nào? Cả cái nước Mỹ này đó, đâu vào khoảng có 2-3 chỗ giống như vậy thôi. Mà cái chỗ này thì lại là coi như là hạng nhất nữa. Tại vì cái building này nó quá rộng, nó quá tốt. So sánh với những nơi khác thì như là ở Cali cũng như ở Texas thì tôi cũng đã có tới những chỗ đó thăm viếng. Thì tôi thấy chỗ này là cái chỗ tốt nhất, tốt hơn những chỗ khác. Tôi tên là Hải Ngô ạ. Cô sinh hoạt ở đây lâu chưa? Dạ, sinh hoạt đây 2 năm rồi. Sinh hoạt ở đây sinh hoạt thấy như thế nào?
Dạ, đây sinh hoạt rất là vui và chu đáo lắm. Buổi sáng mình tới đây. Buổi sáng đây mình uống cà phê, ăn sáng, xong rồi tập thể dục, rồi đọc kinh cầu nguyện, tôn giáo nào thì học theo tôn giáo đó. Rồi tập thể dục, rồi học vi tính, học sử điện thoại, rồi ăn trưa, rồi chơi lô tô, xong rồi được phần thưởng. À, tôi là tặng ngộ. Ngày nào cũng được thấy lá cờ vàng, tự nhiên mình thấy hạnh phúc. Hơn nữa, Quận Center là tuyệt vời. Từ cách tổ chức, cách chăm sóc người già, người ta thấy là đều rất là chú đáo, đều rất là có tình người. Rất là vui. Tôi đã sinh hoạt ở đây 7 năm, năm thứ 7. Tôi rất là quý mến cô giám đốc, cô An Trần, cũng như tất cả ban điều hành của Quận Center. Dạ, tôi tên là Niệm Ly. Dạ, từ hồi mở cửa tới bây giờ. Very good. Tôi nói thiệt anh á, hồi xưa tôi vô tôi xấu lắm, không có đẹp đâu. Bây giờ càng ngày càng trẻ càng đẹp, càng vui. Ở vô đây gặp bạn bè, ở đây chăm sóc kỹ lưỡng, ngon lành thì mình trẻ đẹp ra. Hôm nay là ngày sinh hoạt của hội, nên tôi đã được lên đến đây để sinh hoạt. Và hôm nay là đúng cái ngày là giờ này chú tới là giờ ăn trưa. Chúng tôi đã được hội giúp đỡ cho buổi ăn trưa rất là tuyệt vời. Và chúng tôi rất là thành thật cảm ơn hội đã giúp đỡ những người già như chúng tôi có điều kiện trong cái cuộc sống hàng ngày. Và chúng tôi thành thật cảm ơn hội. Ông cho biết quý danh. Dạ, tôi Phan Văn Lan, hội viên của hội cao niên. Chúng tôi đã gia nhập hội này đã trên 3 năm rồi. Dạ, em tên là Loan, làm nhà bếp. Những mỗi ngày mỗi thay mỗi món cho các cô chú. Sáng thì cô chú ăn sáng lúc 9 giờ, trưa thì 12 giờ ra món cho các cô chú ăn. Thay đổi mỗi ngày. Món nước, món phở, món hủ tiếu, nói chung là mỗi tuần mỗi khác nhau hết. Anh là Nguyễn Xuân Tín. Anh đã sinh hoạt ở đây lâu chưa? Cũng được năm rồi. Anh thấy ở đây sinh hoạt như thế nào? Đây rất tốt. Quý cô chú ơi, quý cô chú không trúng nhưng đừng gạt xuống nha. Giữ nguyên những con số mà mình đã gạt xuống rồi. Để đó rồi mình kêu tiếp, mình chơi tiếp nè. Bây giờ con dò cho cô Hải nha. Con số 7 có, 21 có, 36 có, 50 có. Tôi tên là Thu Thủy Lê. Thu ở đây lâu chưa? Giờ 7 năm rồi. Ở đây quá vui. Mình đi ở đây mình cảm thấy trẻ lại, vui vẻ, hạnh phúc như vậy đó. Tên Tuyết. Ô, sinh hoạt ở đây lâu chưa? Dạ, mới 2 năm. Cô thấy sao? Dạ, chỗ này là tốt lắm. Tại vì trước kia tôi ở Hawaii 20 mấy năm, mới qua đây. Dạ, mới lại đây 6 năm rồi. Dạ. Tôi là Hiển Trình. Dạ. Sinh hoạt tốt, rất tốt. Cái sinh hoạt ở chỗ này là tốt cho cao niên quá. Đây là trung tâm First Center của Atlanta này, là số 1 đó. Thấy tới đây như thế nào? Dạ, thấy đây cũng vui lắm anh ạ. Dạ, dạ, cũng đây cũng lâu lâu rồi. Dạ. Dạ, Thu. Dạ, 75. Dạ, dạ. Chiều này lớp thì xuân năm ấy xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai và mùa xuân quên mặc áo mơ. Vân xin đại diện cho công ty Home Care cộng nhóm Daycare First Senior Center thương chúc gửi lời đến những gia đình sống ở hải ngoại cũng giống như là những ông bà cô chú bác anh chị em đồng hương Atlanta Georgia, một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, trong dịp xuân về đến được để thăm quý cụ, đây là một cái niềm mà Vũ Nhân thấy hạnh phúc nhất, và hạnh phúc của Vũ Nhân là được nghe mấy cụ tâm sự.
thì Vũ Nhân nghĩ trong cái chương trình phát hình này, các con cháu của những cụ cũng rất là vui lòng khi các cụ có một cái nơi sinh hoạt vui vẻ như vậy. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SPTN từ Atlanta,